Cũng liên quan đến một vụ tai nạn giao thông đang được nhiều người quan tâm. Phán quyết 6 năm tù và bồi thường gần 500 triệu đồng đối với lái xe container trong vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên cách đây 2 năm là câu chuyện gây tranh cãi trên các diễn đàn mấy ngày qua. Một lần nữa, vấn đề về khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông lại được đặt ra. Bởi trong rất nhiều vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn liên hoàn, thì nguyên nhân xuất phát từ việc lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Đến khi có tình huống bất ngờ xảy ra như là phanh gấp, va chạm, sẽ không có đủ thời gian để phản ứng và xử lý kịp thời. Khi đó, tai nạn xảy ra chỉ là điều sớm muộn. Ngày 26 tháng 10, xe khách 45 chỗ mang biển số Hải Phòng đang chạy trên cao tốc từ Hải Phòng về Hà Nội bất ngờ bị mất lái, lật ngang giữa đường. Nguyên nhân được xác định là do xe khách tránh một xe chạy phía trước gặp sự cố nên dừng lại. Do khoảng cách quá gần nên không kịp xử lý khiến xe bị lật. Hai vụ tai nạn gần nhất trên cao tốc Hạ Long Hải Phòng làm hai người thiệt mạng, ba người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe con đã đâm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều. Do đặc thù của đường cao tốc là tốc độ cho phép các phương tiện lưu thông rất cao. Do vậy là người ta có quy định về khoảng cách an toàn đối với các phương tiện đang lưu thông trên đường. Thì cái này là cái rất cần thiết, nhưng mà nhiều người là chưa hiểu hết cái này. Trên cao tốc Pháp Vân Ninh Bình đều có các biển cảnh báo khoảng cách an toàn giữa các xe. Với tốc độ cho phép 120 km/h, tức cứ mỗi giây một xe sẽ đi được 30 m, thì khoảng cách an toàn giữa các xe là 90 m. Nhưng trên thực tế, ít xe chạy với tốc độ 120 km/h tuân thủ về an toàn và khoảng cách với xe đi trước và xe đi sau mà vẫn bám đuôi nhau. Chỉ cần xe trước gặp sự cố, xe sau không đủ 3 giây để phanh thì hậu quả sẽ khôn lường. Pháp luật hiện hành về giao thông đường bộ để quy định mức xử phạt đối với các trường hợp không giữ đúng cự ly an toàn khi tham gia giao thông. Nhưng trên thực tế, việc xử phạt lại không hề đơn giản. Chế tài xử phạt đối với cái hành vi này, chúng ta có quy định về việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên là các lực lượng chức năng thường thường gặp khó khăn trong việc xử phạt những cái người mà có cái vi phạm hành vi này, bởi vì chỉ ít là chúng ta phải có cái bằng chứng, cái chỉ dấu về việc là cái không giữ khoảng cách, và cái này nó đòi hỏi phải có hình ảnh tương đối chính xác và nó cũng sẽ mất một cái thời gian nhất định. Và rõ ràng nếu chúng ta áp dụng cái công cụ bằng camera mà có độ chính xác cao thì chắc chắn là chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề này. Những vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng do nhiều xe không giữ khoảng cách an toàn đúng chuẩn diễn ra thường xuyên dường như vẫn chưa đủ sức nặng để cảnh tỉnh cho nhiều lái xe. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất cứ lúc nào. Một trong những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông chính là hiểu rõ và tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông.